trên kênh YouTube Dân tộc Mường TV. Hãy nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất. Kênh Dân tộc Mường TV chuyên quay phim, chụp ảnh sự kiện cưới hỏi giá rẻ. Xin vui lòng liên hệ 0335 002 199. Xin chân thành cảm ơn.
trăm tiền trà mới dâng. Mấy kinh năm kín dám kè mới kín kè dám coi trăm coi tiền trà mới dơ trăm trăm tiền trà mới dơ. Mới dơ mới dơ. Mấy kinh năm kín dám kè đu năm nè. Mấy kinh kè dám coi trăm coi tiền trà mới tiền trăm mười giờ, mười giờ mười giờ, vì cơ yêu bên trăng tục đi đu năm nè, ăn bên ngục trăng quay, trăng trăng quay ba trăm trăm coi tiền trăm mười giờ trăm trăm tiền trăm mười giờ. Của hai vị trưởng đoàn cao quý của hai bên gia đình chúng tôi, sự hiện diện của tứ thân phụ mẫu bố mẹ hai bên gia đình, các bác, các cô, các chú, các anh chị, anh em bạn bè toàn thể quý vị chúng ta đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được thay lời cho bác trưởng đoàn của gia đình ạ. Xin mời đến quý bà con cô bác, toàn thể quan khách, toàn thể quý vị chúng ta sẽ được tiến bước trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu đi ạ. Và như vậy là đang còn rất nhiều chỗ trống dành cho tất cả quý vị đấy ạ. Một lần nữa xin được trân trọng cái chuyện để mời đến toàn thể các cô, các bạn, toàn thể quý vị để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất. Ngay bây giờ lành đã đến mà giờ tốt một ý điểm, những cái đám chương trình chúng tôi xin phép sẽ được đồng hành cùng với các cụ, các ông, các bà. Toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Chào đón sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cảm ơn các chú gì cũng như toàn thể quý vị. Chúng ta đang có mặt tại cầu sân khấu và trở về với tư gia tài lớn lớn của gia đình nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúc mừng quý vị ạ, chúng ta sẽ được tiến bước trở về với tất cả những bàn trà trang trọng đã được gia đình và ban tổ chức chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trong buổi chiều ngày hôm nay. Để lúc này chúng tôi xin được động viên hân hoan chào đón sự hiện diện của hai bác đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình, sự hiện diện của toàn thể các ông, các bà, cô chú, các bác, những người bạn thân thiết của cô dâu, cô rể. Chúng ta đang có mặt tại cầu sân khấu chính trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúc mừng quý vị, chúng ta sẽ thoải mái rót ra những phần trà, phần nước, những ly rượu thật đầy để nâng lên chúc mừng cô dâu và cô rể. Và trong thời khắc thiêng liêng của đời gian đầy trang trọng này, thời khắc yêu thương đã đến, những cái đám chương trình tôi xin phép được đồng hành cùng với hai bên gia đình, đồng hành cùng toàn thể quý vị tổ chức chương trình đã đến để cùng long trọng tại những con trẻ. Xin mời. Chúng tôi đang nhìn thấy các bác, các cô, các chú,
tôi rất là mong muốn đến anh em trong đội ngũ lễ tân của gia đình ạ. Chúng ta sẽ cố gắng thu xếp thêm với những chiếc ghế tròn để chúng ta được dành những vị trí ngồi cho hai bên gia đình ạ. Bởi vì chương trình của chúng ta sẽ kéo dài trong khoảng 40 phút đến 45 phút. Và như vậy là nếu chúng ta đứng như vậy thì khá là lâu và cũng khá là mỏi ạ. Tôi rất là mong muốn đến anh em cho thanh niên khỏe mạnh. Một chút chúng ta sẽ được tiến trở về bên phía thảm phục của gia đình hiện nay chưa có khách ngồi mong đại tiệc. Vì vậy thì chúng ta sẽ cố gắng áp tất cả với những người dạy bàn tròn được trở về chào đón toàn thể quý vị. Và khi thưa quý vị thân mến và đã lẽ xa thì ban tổ chức chúng tôi ngày hôm nay cũng phải chuẩn bị thật là chu toàn đầy đủ những vị trí ngồi trân trọng dành cho toàn thể quý vị. Rồi do cũng do điều kiện của ban tổ chức và gia đình chúng tôi, và đặc biệt hơn nữa thì những cái làm chương trình chúng tôi cũng đã cố gắng làm sau đó để có những vị trí ngồi trang trọng cho quý vị. Nhưng là ngày hôm nay với số lượng với hai bên gia đình, các cụ công các bà toàn thể quý vị hai bên gia đình, và đặc biệt là gia đình nhà gái nhà trai chúng ta, anh em bạn bè thương cô dâu và chú rể rất nhiều, vì vậy trở về đây rất là đông. Vì vậy là những cái làm chương trình chúng tôi cũng rất là mong muốn để toàn quý vị chúng ta sẽ thông cảm và lượng thứ cho ban tổ chức chúng tôi ạ. Còn ngay bây giờ thưa quý vị, chúng tôi sẽ được đồng hành cùng toàn thể quý vị để chúng ta được tổ chức chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho đứa con trẻ, xin phép được bắt đầu. Và chúng tôi xin được đồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác hai bên gia đình, toàn thể quan khách quý, anh em bạn bè và con lối xóm của hai bên gia đình chúng ta đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã có một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, vượt không gian, vượt thời gian, thưa quý vị, và ngày hôm nay đã được minh chứng một cách đủ đầy và trọn vẹn. Và kính thưa với hai bác trưởng đoàn, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, toàn thể quan khách quý thân mến, kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta có tin vào hai chữ định mệnh không ạ? Theo chúng tôi thì định mệnh sẽ đưa chúng ta đi những nơi cần phải đi, và sẽ đưa chúng ta đến những nơi cần phải đến, và đặc biệt định mệnh sẽ đưa chúng ta gặp người cần phải gặp. Cũng chính định mệnh đã đưa đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta gặp gỡ, yêu thương nhau. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, các cụ nhà ta thường có câu gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Thì đến ngày hôm nay, hai con, hai cháu của hai gia đình chúng ta đã hội tụ đầy đủ chữ duyên và chữ phận. Để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Để ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt, cử hành chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho con trẻ. Và ngày hôm nay, những người làm chương trình chúng tôi, MC Minh Hoàng được trở về đây đồng hành cùng với trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Dung Ân trở về với chúng ta từ quê hương Phó Đòn, Lục Điệp, Bán Thất, Thanh Hóa. Được trở về đây sẽ là nhịp cầu nối yêu thương, là người đồng hành, người kể câu chuyện về tình yêu. Và hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Đức Huỳnh, đó chính là Ngân Quyền. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính này để chúng ta sẽ được ngắm nhìn, nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính. Lý do chính mà chúng ta đang có mặt tại đây, xin được trân trọng giới thiệu chú rể Đức Huỳnh, cô dâu Ngân Quyền sẽ xin phép được ra mắt đến toàn thể quý vị. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, những lời cảm ơn của cô dâu và chú rể chắc chắn rằng đôi con trẻ sẽ không thể nói hết được bằng lời đâu ạ. Và để thay vào đó, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ vui lòng đón nhận đó là một cái cúi đầu thật sâu của cô dâu và chú rể để thay cho ngài lời cảm ơn. Nào quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng đổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Xin mời. Và đó là những dòng tình cảm tuyệt vời, những lời cảm ơn chân thành nhất xin phép gửi đến toàn thể quý vị. Và lời đầu tiên cho phép đi làm chương trình, chúng tôi xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, thay lời cho hai bác đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình, và chúng tôi cũng xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Dũng Ân được trở về chúng ta được hưởng phố đòn ngày hôm nay, xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất ạ. Và một điều đặc biệt nữa thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang được sống trong những ngày cuối của năm 2023 rồi, và đúng 2 ngày nữa thôi, ngày hôm nay là ngày 30 và mai là 31, và đúng 2 ngày nữa chúng ta sẽ chào đón một năm mới, năm 2024. Qua đây thì những làm chương trình chúng tôi không quên chúc quý vị chúng ta chuẩn bị bước sang một năm mới với nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới, an khang và thịnh vượng. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta biết rằng mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thì chúng ta sẽ có những phong tục và tập quán khác nhau, nhưng để mong muốn cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời, con đàn và cháu đống, các cụ nhà ta thường có câu đó chính là thương con để ngon rau. Và trong thời gian trước thì hai bên gia đình của chúng ta đã được gặp gỡ, bàn bạc thống nhất rất là kỹ lưỡng và lựa chọn sang ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 30 tháng 12 năm 2023 nhằm ngày 18 tháng 11 năm Quý Mão, cho phép hai bên gia đình của chúng ta chính thức kết tình thông gia, cho phép đôi con trẻ chính thức nên duyên chồng vợ. Trong thời khắc thiêng liêng này, trong một tiết trời vô cùng đẹp, tiết trời đặc trưng của những ngày giữa mùa đông này, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố
chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể điển trai Đức Huỳnh, sánh duyên của cô dâu Ngân Nguyệt xinh đẹp xin phép được bắt đầu. Và kính thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, cô như toàn thể quý vị thân mến, những nét đẹp văn hóa thuần phong mỹ tục của dân tộc cổ truyền Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa để lại, thì hai bên gia đình của chúng ta đã được hoàn tất bên phía tư gia tòa nhà lớn của gia đình nhà gái. Những bước như là ăn hỏi, xin cưới, đạp tài, xin dâu, đón dâu, hai bên gia đình của chúng ta đã hoàn tất. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, trong một tiết trời vô cùng đẹp, và chúng ta có thể nói với nhau rằng, có thể khẳng định cùng nhau rằng, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mà thiên thời, địa lợi và nhân hòa, không gian đẹp, thời tiết đẹp và con người cũng đẹp. Chúng ta đã được trở về đây để khoác lên mình với những bộ trang phục đẹp nhất để mừng hạnh phúc cho đôi con trẻ. Ngay giây phút này đây, có lẽ rằng hai bác đại diện trưởng đoàn cũng đã được trở về nói lại nói nhỏ với ban tổ chức chúng tôi. Hai bác sẽ không trở về đây để nói lời cảm ơn chân thành nữa. Đến toàn thể quý vị nữa thì xin phép ủy quyền tất cả lại dành cho MC. Vì vậy thì những người làm chương trình chúng tôi xin được mạo muội nhận trọng trách to lớn này. Và một lần nữa xin được cảm ơn đến tất cả tấm lòng nhiệt thành của các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, anh em, bạn bè và con lối xóm đang có mặt tại đây. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được thay lời cho hai bác đại diện hai bên gia đình. Chúng tôi xin phép được giới thiệu dâu rể mới về hai bên gia đình ạ. Trước tiên chúng tôi xin được thông báo báo cáo với bác đại diện trưởng đoàn dặn nhà cái, thông báo với bố mẹ, với các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, anh em, bạn bè và con lối xóm của gia đình nhà gái trở về với chúng ta từ bản đồn Thành Lâm, Bà Thước. Đã có mặt ở những cầu sân khấu nào, xin cô dâu chú rể từ từ nào sẽ cùng là khởi thân đứng lên. Và anh đang được giới thiệu dâu rể mới với hai bên gia đình một chút. Và chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về trung tâm nhịp cầu sân khấu ạ. Có một chàng trai rất là khôi ngô, tuấn tú và đa tài, trong trang phục áo đen lịch lãm rất điển trai ngày hôm nay, không ai khác đâu ạ. Đây chính là tân chú rể Đức Huỳnh. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là rể con của gia đình nhà gái chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị ạ, để chúng ta được chúc mừng và chào đón chàng rể quý. Xin mời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được thông báo với bác đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai, với bố mẹ, với các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, anh em, bạn bè và con lối xóm của gia đình nhà trai tại quê hương Lũng Cao, Bà Thước. Và quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu có một cô gái rất là xinh đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương, thùy mị và nết na, trong trang phục áo cưới rất đẹp, lộng lẫy xinh đẹp ngày hôm nay, không ai khác đâu ạ. Đây chính là tân cô dâu Ngân Quyền. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, sẽ chính thức là dâu con của gia đình nhà trai chúng ta đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn ạ, để chúng ta được chúc mừng và đón nhận ạ. Chàng ta mắt dâu rể ngay bây giờ đây, những lời cảm ơn chân thành nhất thì cô dâu và chú rể thì không thể nói hết bằng lời. Một lần nữa chúng ta sẽ vui lòng cùng được đón nhận, đó là một cái cúi đầu thật sâu nữa để ta mắt dâu rể với hai bên gia đình. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa để chúng ta được chúc mừng và đón nhận. Nào xin mời em. Một màn ra mắt hoàn hảo và tuyệt vời. Và mỗi chúng ta được trở về đây, chúng ta đều có những tâm niệm, đều có những lời nhắn nhủ về với cô dâu và chú rể thưa quý vị. Còn với những cái làm chương trình chúng tôi xin được mạn phép một lần nữa thay lời cho hai bác đại diện trưởng đoàn của hai bên gia đình. Hoàn toàn thì quý vị xin có đôi lời cùng với cô dâu và chú rể. Những sự mong muốn của hai bên gia đình cũng như ban tổ chức rất là mong muốn rằng cuộc sống của bạn trẻ kể từ ngày hôm nay và cho đến mãi mãi sau sẽ luôn rộn rã tiếng cười. Chồng thời yêu vợ, con thời yêu cha, sớm khuya hòa thuận cả nhà, đối nội đối ngoại thì phải đậm đà trước sau. Nếu biếu bà nội miếng cau, nếu biếu bà ngoại miếng chẩu bà nhai, nếu ông nội được nửa tiếng em tay thì ông ngoại dứt khoát cũng phải được chai rượu đầy thưa quý vị. Và ngày của hôm nay trong khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng này, những người làm chương trình và toàn thể quý vị luôn mong muốn và gửi đến hai em những điều như vậy, mong em nhớ kỹ nhé. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, và trong thời khắc thiêng liêng này ngay bây giờ đây, chúng tôi xin phép với hai bác trưởng đoàn và toàn thể quý vị sẽ cho phép đôi con trẻ họ sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào xin mời cô dâu và chú rể sẽ được chuẩn bị với nghi thức thiêng liêng và tuyệt vời tràn đầy trang trọng này. Xin mời. Kính quý vị thân mến, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, và đủ yêu thương tình yêu sẽ đong đầy. Và ngày hôm nay câu chuyện tình yêu đẹp này đã thật sự được đong đầy, thật sự chín mùi. Và để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Thì ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta chính thức nên duyên vợ chồng. Và ngay bây giờ xin phép cùng toàn thể quý vị cho phép cô dâu và chú rể
họ sẽ cùng khéo léo khoe cảm nhận tới yêu thương của mình một chút được không ạ? Nào xin mời hai em sẽ giơ bàn tay trao nhận xong lên được để khoe cùng với hai bên gia đình ạ. Và trong thời khắc thiêng liêng này, chúng tôi mong muốn quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng cho đôi con trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Những hình ảnh rất đẹp, những nụ cười, ánh mắt đôi môi thể hiện một tình yêu tươi đẹp. Và ngày hôm nay đã chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Và ngay bây giờ nào, xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ được tiến bước trở về bên phía những tấm bánh yêu thương, ngọt ngào và tràn đầy trang trọng. Xin mời. Và chúng ta đang được chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp. Câu chuyện tình yêu này đang hướng đến hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Đức Huy, Ngân Quyền. Và kính thưa với toàn thể quý vị, trước mắt chúng ta đây sẽ là một nét đẹp theo tín ngưỡng của người phương Đông và người Việt Nam của chúng ta. Đó chính là cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau uống rượu. Thưa quý vị, cùng đến với những tấm bánh yêu thương và tràn đầy trang trọng. Và lúc này hai em sẽ nhẹ nhàng lát cắt lên đây với ba lát cắt tình yêu. Lát cắt đầu tiên nào, xin mời cô dâu và chú rể. Nhẹ nhàng thôi và từ từ thôi. Lát cắt này thưa quý vị, đây chính là lát cắt của nền móng tình yêu vững chắc của hai em kể từ giây phút này đây. Và lát cắt thứ hai nào, xin mời cô dâu và chú rể cùng nhẹ nhàng lát cắt. Và lát cắt này xin được thay lời cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, bà con lối xóm, bạn bè thân thiết cùng cô dâu và chú rể trở về chung vui với gia đình chúng tôi ngày hôm nay để góp phần cho chương trình của tôi được diễn ra thành công và trọn vẹn. Lát cắt thứ ba là lát cắt của tình yêu tương lai tươi sáng, lát cắt của hai chữ thiêng liêng, hai chữ vợ chồng. Và chúng tôi muốn nói rằng, muốn nói cùng toàn thể quý vị một điều nhỏ thôi như thế này. Chắc chắn rằng toàn thể quý vị, những cái đám chương trình chúng tôi, người mà chúng tôi muốn nói hơn ngay bây giờ đây, đó chính là Đức Huỳnh, đó chính là Ngân Quyền. Chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn con đường để đi thưa quý vị, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi ạ, đó chính là hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay là ngày dấu ấn chung đôi đẹp nhất của đôi con trẻ. Ngay sau khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với những tầng bánh yêu thương này, đồng thời cũng đã được khẳng định cùng toàn thể quý vị, ngày hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2023, nhau ngày 18 tháng 11 năm Quý Mão, đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, Đức Huỳnh, Ngân Quyền chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời rồi đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa cùng vì ạ, để chúng ta chúc mừng hạnh phúc ạ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây xin mời cô dâu và chú rể nào sẽ được tiến bước trở về bên phía tháp rượu tình yêu. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn của chai rượu hạnh phúc đầu tiên sẽ được nổi vang lên tại nhịp cầu sân khấu chính này. Nào xin mời chú rể nào, em sẽ đón nhận lấy chai rượu đầu tiên, anh sẽ trao cho em. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn của chai rượu hạnh phúc tràn đầy yêu thương, tràn đầy trang trọng của cô dâu và chú rể. Và để có được điều đó thì chú rể sẽ lắc thật mạnh chai rượu của em đi đã nào. Cứ thoải mái đi em, dồn tất cả sức lực của em vào cái chai rượu đầu tiên này để chúng ta sẽ tạo lực ra trong chai vừa đủ. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Trước tiên chú rể sẽ mở nhãn chai và bên trong sẽ có một nút thắt được nhà sản xuất đóng chai lại, và chú rể quan sát vặn ngược chiều kiểu bên kia, chiều kiểu bên hồ, và sau đó sẽ cùng nhẹ nhàng gỡ ra. Thật là trân trọng kính mời nào. Và không phải đâu, và đây sẽ hướng dẫn cụ thể. Và cái gì cũng vậy, trong cuộc sống này, trong cuộc đời này thì lần đầu tiên luôn luôn là bỡ ngỡ, phải không ạ? Và đây ạ, và chúng ta sẽ vặn ngược chiều kiểu bên hồ ra và nhẹ nhàng gỡ hẳn ra đi đã nào. Và kể từ lần thứ hai thì chú rể sẽ có kinh nghiệm hơn, vì vậy thì bạn được chiếc xe công hướng dẫn nữa. Và từ từ nào, bạn sẽ gửi ra, nó sắp ra trước. Đúng rồi, và chú rể sẽ vặn nhẹ nắp chai trước, luôn hướng thẳng nắp chai lên trời. Và rất cẩn thận đấy ạ, lực đẩy trong chai rất là mạnh. Dùng lực vào tay cái đi em, dùng lực vào tay cái. Và ngay bây giờ xin mời hai em nào sẽ cùng nâng cao lên để chúng ta cùng rót tràn tháp đi này. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, một con suối của màu hồng, con suối của tình yêu đang cùng lung linh chảy trong một câu chuyện tình yêu đẹp. Và kính thưa quý vị thân mến, con suối màu hồng này, con suối của tình yêu này đang cùng chung chảy về một hướng, và để xây lên một lâu đài tình ái. Và người chỉ vì không ai khác đâu ạ, đó chính là chú rể Đức Huỳnh và cô dâu Ngân Quyền. Với những làm chương trình chúng tôi cũng như toàn thể quý vị luôn cầu chúc rằng con suối của tình yêu, con suối của hạnh phúc này, con suối của sự thủy chung này, nó sẽ được chảy mãi trở đến vô tận, để minh chứng câu chuyện tình yêu chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Xin được chúc mừng cho em. Và bây giờ nào, chúng ta sẽ cùng đến với chai rượu thứ hai, chúng tôi sẽ dành cho chú rể. Và với chai rượu thứ hai này thì anh sẽ không hướng dẫn thêm nữa, em sẽ thực hiện đúng quy cách mà ban tổ chức chúng tôi đã được thực hiện cái đi phút rất là thành công và tốt đẹp rồi.
Và chúng tôi chỉ lưu ý một điều là như thế này thưa quý vị, thưa với cô dâu và chú rể, để có được tiếng nổ vang giòn thì chú rể sẽ phải cố gắng lắc mạnh thật dẻo của em. Xin mời. Nào, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với trung tâm điểm có sân khấu để chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Chú rể sẽ bật nhẹ nắp chai và sau đó dùng lực ngón tay cái của em lên nào. Cậy, cậy từ dưới lên. Đúng rồi. Và ngay bây giờ nào, xin mời chú rể em sẽ rót ra đây cặp đi yêu thương, ly vợ, ly chồng tại đây. Và nếu tử lượng chú rể con thể nhà ta mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được, không sao cả, không phải kiêm tốn đâu. Em uống rượu tốt thì em cứ rót đầy. À, xin mời. Và đây cũng là một lời thông điệp gửi đến gia đình nhà gái để xem con rể nhà ta có uống rượu tốt hay không, tử lượng có tốt hay không, để mỗi lần được trở về thăm gia đình ngoại bên gái, nhà gái thì gia đình nhà gái chúng ta sẽ chăm sóc chú rể thật là kỹ. Vâng ạ, nói vậy thì chú rể cũng hơi rén, cho nên là rót có một chút ạ, nhiều lên một chút nữa nè, không phải kiêm tốn đến mức độ này đâu ạ, thêm đi em, rất là ít. À, cái thưa quý vị, thân mến và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây số rượu còn lại nào, xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiếp tục bàn rót lên tháp rượu lung linh này, và anh sẽ đón nhận lấy cặp yêu thương và đưa trở về đây cho giúp đỡ em. Và xin mời em sẽ tiếp tục nâng cao lên để chúng ta cùng rót tràn tháp này, xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta sẽ tiếp tục hướng mắt trở về trung tâm nhịp cầu sân khấu đi ạ. Và nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, họ đã được trao chọn cho nhau cả cuộc sống này, cả cuộc đời này và cả hạnh phúc này rồi đấy ạ. Xin được chúc mừng cho mối tình thông gia hai bên gia đình chúng ta. Xin được chúc mừng cô dâu và chú rể chính thức nên duyên vợ chồng. À, kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ nào, xin mời cô dâu và chú rể sẽ được tiến bước trở về với trung tâm đài hoa trang trọng, vị trí ban đầu của hai em. Và kính thưa quý vị thân mến, và ban tổ chức chúng tôi đã được chuẩn bị cặp đôi yêu thương ly vợ và ly chồng tại đây. Thì ngay bây giờ xin mời chú rể em sẽ quan sát một chút và sau đó lựa chọn một chiếc ly đưa cho người vợ của mình đi nào. Xin mời cô dâu sẽ đón nhận lấy, còn chú rể cũng sẽ cầm lấy ly rượu của em. Và kính thưa quý vị thân mến, thì từ đầu chương trình, xin lỗi quý vị, chúng tôi chuẩn bị rót rượu thì chúng tôi đã nhắc nhở chú rể con rể nhà ta, đó là tử lượng chú rể mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được. Thì chú rể thể hiện sự khiêm tốn của mình, rót khoảng 1/3 ly rượu thôi. Và lúc đó thì chú rể còn nhớ rằng em rót rất là đều 2 ly rượu của em phải không? Rất là đều, đúng rồi. Và anh cũng quan sát khá là đều. Và điều đó gửi đến gia đình nhà gái chúng ta ngày hôm nay một thông điệp như thế này. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai bên gia đình của chúng ta đã chính thức kết tình thông gia, chính thức là một gia đình đại gia đình ạ. Thì chắc chắn rằng đôi con trẻ, cả dâu cả rể sẽ được yêu thương chăm sóc cho hai bên gia đình của chúng ta, vun vén cho hai bên gia đình của chúng ta. Và chắc chắn sẽ không có chuyện đó chính là bên chọc và bên khinh giữa nhà trai và nhà gái, điều đó là điều chắc chắn. Còn ban tổ chức chúng tôi đã cố tình thay đổi đi một chút cách rót rượu của chú rể, lúc đó thì rất đều, còn bây giờ thì chúng tôi đã xin phép được san ra một ly rượu gần đầy, một ly rượu rất là ít, rất là vơi ạ. Và chúng tôi đã đặt tại đây và chúng tôi có nhắc nhở chú rể đó là sẽ quan sát và lựa chọn chiếc ly nào dành cho cô dâu. Và chúng ta có, và ban tổ chức tôi không chỉ rõ sẽ là ly nào, nhưng kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về với đôi tay của cô dâu và chú rể. Em sẽ nâng cao lên một chút được không ạ, để tất cả quý vị sẽ nhìn thấy ạ. Chúng ta có nhận ra được sự tinh tế của con rể nhà ta không ạ? Ly rượu ít hơn thì chú rể đã lựa chọn và đưa người vợ của mình, và ly rượu nhiều hơn thì chú rể xin phép được đón nhận lấy. Điều đó xin được thông báo và đặc biệt xin được gửi đến một thông điệp cho gia đình nhà gái chúng ta như thế này thưa quý vị. Và ngày hôm nay Ngân Quyền chính thức thành vợ của chú rể yêu thương của chúng ta ngày hôm nay, thì xin được nói với gia đình nhà gái của chúng ta như thế này. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai em sẽ là vợ, là chồng. Những công việc nhẹ nhàng, có thể là chăm sóc con cái, công việc bếp núc và nhẹ nhàng trong gia đình thì cô dâu sẽ phải chu toàn. Còn những công việc nặng nhọc hơn, ví dụ như là công việc đồng áng, công việc làm nhà, tậu xe, công danh và sự nghiệp, chú rể sẽ nặng vai gánh vác thay cho cô dâu. Chú rể đồng ý không? Đồng ý luôn ạ. Và như vậy là đồng ý rồi thưa quý vị, một tràng tay thật to thật lớn đi quý vị, để chúng ta được chúc mừng cho sự tinh tế của con rể nhà ta đi ạ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ nào, xin mời em sẽ quay về với nhau để rồi cùng đan chéo tay lại, được là trân trọng kính mời. Và ngay bây giờ những hình ảnh đẹp này chúng tôi xin được yêu cầu đến nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình, nhiếp ảnh gia Vi Tiến Lộc sẽ được giúp đỡ các bạn tổ chức chúng tôi lưu lại khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng này. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng tay thật to thật lớn nữa để chúng ta được đến với khoảnh khắc yêu thương này. Xin mời, có thể cạn được không? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thưa quý vị. Và cặp vợ chồng này là cặp vợ chồng thật thà nhất của năm ạ. Một tràng tay thật to thật lớn đi ạ. Cạn ly rượu rồi ạ. Xin được cảm ơn đến hai bên gia đình rất là nhiều. Và xin mời em sẽ tạm an tọa xuống bàn quan trọng, bàn chờ hạnh phúc của mình. Xin mời.
Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và có lẽ rằng dòng chảy của âm nhạc, dòng chảy của tình yêu sẽ được trở về đây để được nổi lên, để chúc mừng cô dâu và chú rể. Cùng với đó thì ít phút nữa chúng tôi sẽ mời về những món quà của hai bên gia đình sẽ được liên tục trở về chúc mừng cô dâu và chú rể. Và để thể hiện cho sự hiếu khách và mến khách của gia đình nhà trai chúng tôi, ngay bây giờ đây món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và nhường phần cho gia đình nhà gái trước. Và chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời ạ, một món quà âm nhạc được trở về từ gia đình nhà gái sẽ được trở về đây. Và chúng tôi đã được thấy một tín hiệu của một em gái rất xinh đẹp được trở về từ gia đình nhà gái. Có lẽ rằng chúng tôi rất cần một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị để chúng ta được đón nhận và chúc mừng ạ. Xin mời em. Lời nói đầu tiên cho các con xin được gửi đến quan viên hai họ cũng như là các ông các bà, cô dì, chú bác, anh chị em đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay cũng là ngày vui của anh chị, thì chúc anh chị trong năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử và được bằng thăng long ạ. Thank you.
một món quà trao đầy yêu thương, một cô gái rất là xinh đẹp và dễ thương, ta đẹp lại đại diện cho gia đình người gái. Có lẽ rằng chúng tôi rất là mong muốn một tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật rộn rã của vị rất xứng đáng ạ, để chúng ta được đón nhận và chúc mừng. Và kính quý vị thân mến, và để đáp lại tấm lòng nhiệt thành của gia đình nhà gái, ngay bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một món quà đại diện của gia đình nhà trai, một món quà âm nhạc sẽ được bày trở về đây ạ. Xin mời. Và đến với buổi lễ thành hôn của hai em ngày hôm nay thì đầu tiên cho cháu xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quan viên hai họ đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Và đến với buổi lễ thành hôn của hai em hôm nay để thay cho lời chúc phúc dành cho hai em thì cháu cũng xin được gửi tới hai em một ca khúc sẽ là minh chứng cho những khó khăn, những cái trắc trở mà hai em đã vượt qua trong tình yêu để đến được ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Ví như là 81 kiếp nạn của Đường Tăng đi lấy kinh, cháu xin được hát bài Tây Du Ký. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so as the hours pass, we're gonna do it all again. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ tạm chia tay với những món quà âm nhạc, và để thay vào đó sẽ có rất nhiều những món quà của hai bên gia đình.
ta sẽ được liên tục trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể. Nào xin mời hai em sẽ cùng khởi thân đứng lên nào. Xin phép được đón nhận với rất nhiều với những món quà từ hai bên gia đình ạ. Và trước tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của song thân bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con, trở về cùng với con dâu, trở về cùng với con trai của bố mẹ để được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sẽ là sự hiện diện tuyệt vời đồng thời cao quý, đó là sự hiện diện của song thân, đó là bố mẹ thân sinh của chú rể sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con của bố mẹ để được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương. Nào xin mời cô dâu và chú rể sẽ được đón thật dòng tình cảm tuyệt vời với những món quà tràn đầy yêu thương của những người làm cha làm mẹ để tiến bước trở về cùng hai em được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương, tràn đầy ý nghĩa này. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, trông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, mà cha già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, trang trọng nhất của hai con thì cũng đã đến. Với những người làm cha làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được trở về dành tặng với những món quà yêu thương để được chúc mừng cho hai con, cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những cảm ơn chân thành với những món quà của bố mẹ rất nhiều. Và ngay bây giờ đây, xin mời bố cũng sẽ được dành tặng món quà của bố dành cho hai con trong ngày vui trang trọng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và sau với món quà của bố mẹ sẽ là món quà của ông bà nội chuẩn bị ạ. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt thấy vụng về con nơi cơ. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sẽ là món quà của ông bà nội kính quý sẽ được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu. Xin được trân trọng kính mời, được dành tặng với những món quà yêu thương dành cho hai cháu của ông bà. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thân mến, và đang hiện diện tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý vị đang là sự hiện diện tuyệt vời, cao quý và kính quý, đó là sự hiện diện của ông bà nội của chú rể ạ, đã được trở về cùng với hai cháu, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương để được chúc mừng cho đứa con trẻ được trăm năm hạnh phúc. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho trái tim của ông bà xin cảm ơn với những món quà tràn đầy ý nghĩa của ông bà rất nhiều. Thân mến, và sau với món quà của ông bà nội, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với những món quà của chú Hằng, của em Hoàng sẽ được tiến bước trở về với những cầu sân khấu được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương để chúc mừng cô dâu và chú rể. Con xin mời chú và em. Và quý vị thân mến, và chúng tôi xin được thông qua một chút, đó là ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta đã được đăng ký có đến gần 40 món quà đã được đăng ký với ban tổ chức chúng tôi. Vì vậy thời lượng trao quà của gia đình hai bên gia đình chúng ta cũng khá là lâu. Và rất là mong muốn quý vị chúng ta sẽ nán lại thật lâu cùng với gia đình chúng tôi, thoải mái rót ra những tuần trà, tuần nước, những ly rượu thật đầy để cùng nâng lên chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu, đó là món quà của chú Thím Long, chú Thím Huyền sẽ cùng tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời gia đình các chú các thím. Xin được trân trọng kính mời chú Thím Long, chú Thím Huyền. Và sau với những món quà của các chú các thím sẽ là món quà của chú Phước, cô Thành. Sau nữa là anh Trịnh Thắng, cậu Mợ Khoa và Đức Dì Ly chuẩn bị. Đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về với những cầu sân khấu thưa quý vị. Và lúc này đây đang là sự hiện diện đồng thời của các chú các thím ạ. Đó là sự hiện diện của chú Thím Long và chú Thím Huyền đang được trở về với những cầu sân khấu. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu.
và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà tiếp theo sau món quà của các chú các thím là chú Phước Cô Thành. Đó là anh chị Thắng sẽ được đến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể ạ. Đang còn rất nhiều và những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về cùng với cô dâu và chú rể thưa quý vị. Những dòng tình cảm yêu thương và những món quà tràn đầy hạnh phúc chúng ta đang được trở về. Chúc mừng cô dâu và chú rể. Xin mời. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà này, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục rót ra những tuần trà, tuần nước, những ly rượu thật đầy đi ạ. Để cùng nâng lên chúc mừng cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị. Đang còn rất nhiều và những món quà chúng ta đang được liên tục trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và sau với những món quà này sẽ là cậu Mợ Khoa. Và sau nữa là bà Đức và dì Ly ạ. Như chúng tôi đã được thông qua cùng với toàn thể quý vị, ngày hôm nay có trên 40 món quà của cả hai bên gia đình chúng ta đã được đăng ký. Và như vậy thời lượng trao quà thì cũng đã khá là lâu. Một nữa chúng tôi rất là mong muốn quý vị chúng ta sẽ nán lại thật lâu cùng với gia đình chúng tôi để chúng ta sẽ được minh chứng và chứng giám cho gia đình chúng tôi một cách đủ đầy và trọn vẹn nhất. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ là trân trọng giới thiệu đó là cậu Mợ Khoa, đó là bà Đức và dì Ly. Xin được tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể ạ. Xin được trân trọng kính mời. Thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đang hiện diện trên nhịp cầu sân khấu lúc này đây, đó là những món quà của gia đình cậu Mợ Khoa, bà Đức và dì Ly đã được trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và đó là những món quà của gia đình nhà trai, và sau đây sẽ là một danh sách rất dài nữa của gia đình nhà gái chúng ta đã được chuẩn bị dành tặng cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, đang có rất nhiều có những món quà tràn đầy yêu thương để được trở về đây. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, với món quà đầu tiên của bên phía gia đình nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng vinh danh và kính mời sự hiện diện tuyệt vời, cao quý, sự diện của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu Ngân Quyền sẽ được tiến bước trở về cùng với hai con ngay trong thời khắc thiêng liêng này để chúc mừng cho hai con với những món quà tràn đầy ý nghĩa. Xin được trân trọng kính mời. Và lúc này đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng với toàn thể quý vị, cùng với hai bên gia đình ạ, đang hiện diện tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của song thân bố mẹ thân sinh của cô dâu. Ngoài với món quà mà bố mẹ đang được dành tặng cô dâu và chú rể tại nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay mà chúng ta đang được chứng kiến và nhìn thấy, thì chúng tôi xin được thông báo cùng với gia đình nhà trai và toàn thể quan khách quý, ngoài ra thì bố mẹ còn chuẩn bị cho đôi con trẻ, cho con rể, cho con gái rượu của bố mẹ những phần quà gồm có một chiếc xe máy và một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng ạ. Và như vậy chúng tôi xin được thông báo với toàn thể đại gia đình và toàn thể quý vị để chúng ta sẽ cùng chung vui với cô dâu và chú rể. Và chúng tôi mong muốn rằng quý vị chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn để được chúc mừng cho đôi con trẻ trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, thật đúng rằng là nước biển mênh mông không đong đầy tỉnh mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đó là tất cả những gì tuyệt vời nhất, tinh túy nhất của những người làm cha làm mẹ, luôn được lo lắng, luôn được vun vén cho hai con có được hạnh phúc vẹn tròn như ngày hôm nay. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho đôi con trẻ, hai con yêu của tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Và sau đó chúng tôi xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được kính chúc đến tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình chúng ta luôn có một sức khỏe, hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa cùng quý vị ạ, để chúng ta chúc mừng cho đại gia đình, hai bên gia đình chúng tôi. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Em xanh lên nữa,
Và chắc hẳn trong suốt một thời gian dài vừa qua, trong suốt một tuần trời vừa qua, thì những người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, cô dì, chú bác trong đại gia đình chúng ta đã phải bao đêm thức trắng đêm để lo chuyện cỗ bàn, lo chuyện quan khách, lo làm sao đó cho đứa con trẻ có một chương trình đủ đầy, trọn vẹn như ngày hôm nay, thưa quý vị. Và những ngày hôm nay, trong khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời và tràn đầy trang trọng này, thì chúng ta sẽ gác lại những nỗi lo đó để được mang trở về đây những dòng tình cảm tuyệt vời, những lời chúc mừng dành cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa, những người làm chương trình xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn chân thành xin phép gửi đến toàn thể các tổ công các bà, toàn thể quý vị, và đặc biệt là những món quà tràn đầy yêu thương của hai bên gia đình chúng ta. Và xin được cảm ơn bố mẹ một lần nữa. Và quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu, đó là phần quà của bà Hai và anh bà. Hãy cùng tiến bước trở về với những con gấu được dành tặng với những phần quà tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời anh bà cùng với bà Hai. Xin được tiến bước trở về chúc mừng cô dâu và chú rể với những phần quà tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và đang hiện diện trên nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay, đang là sự hiện diện của bà Hai cùng với anh ba, được lời trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể. Những dòng tình cảm yêu thương tuyệt vời của những người làm cha, làm mẹ, cô dì, chú bác, anh chị trong gia đình ngày hôm nay đã được trở về đây minh chứng để chúc mừng cho giây phút đăng quang tuyệt vời và tràn đầy hạnh phúc thông quan với cái món quà tràn đầy ý nghĩa này. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi một lần nữa xin được thay lời cho dâu cho rể xin được cảm ơn đến các cụ công các bà hai bên gia đình toàn thể quý vị với cái món quà tràn đầy yêu thương này. Chúng ta sẽ vui lòng lắng lại trong giây lát để chúng ta sẽ cùng lưu lại những tấm hình lưu niệm đẹp nhất cùng với cô dâu và chú rể ạ. Và sau món quà này chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà của anh chị Lê ạ. Xin được tiến bước trở về với những cầu sân khấu được dành tặng với những phần quà tiếp theo. Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin được trân trọng kính mời ạ. Món quà của anh chị Lê. Và so với những món quà này, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu, đó là sự hiện diện tuyệt vời cao quý, là sự hiện diện của ông bà ngoại của cô dâu. Xin được chuẩn bị. Và chúng tôi rất là mong muốn rằng sau khi tặng quà xong, chúng ta sẽ vui lòng nán lại trong giây lát. Và nhất là chuyên gia của gia đình sẽ được lưu lại những tấm hình lưu niệm đẹp nhất và trang trọng nhất ạ. Xin được cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, xin được trân trọng vinh danh kính mời sự hiện diện đồng thời cao quý, đó là ông bà ngoại của cô dâu ạ. Xin mời ông bà sẽ được vui lòng tiến bước trở về cùng với hai cháu, được dành tặng với những món quà tràn đầy.
đến. Và xong với những món quà này, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà của gia đình bà Trí Băng. Gia đình chị Thuyến sẽ được tiến bước trở về với những cờ sân khấu được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Và xin mời ạ. Này sẽ là những món quà của gia đình Bắc Đông, gia đình dì Thúy Tây Ninh sẽ được chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời gia đình Bắc Đông và gia đình dì Thúy Tây Ninh, và sau nữa sẽ là gia đình dì Nhi, gia đình chú Út rời Tây Đông, Tây Ninh ạ. Chúng ta chuẩn bị. Vẫn đang còn rất nhiều với những món quà chúng ta sẽ được liên tục trở về để chúc mừng cô dâu và chú rể của mình. Và sau đây những món quà này sẽ là món quà của dì Nhi là gia đình chú Út Tây Ninh ạ. Và những món quà của dì Nhi, của chú Út. Và sau nữa sẽ là sự chuẩn bị của chị Vi Thục, chị Đồng Tiên được là chuẩn bị. Tông là ngày họ đây mời bia bàn chơi hay mình cưới nhau đi em. Đã còn rất nhiều những món quà tràn đầy yêu thương là chúng ta sẽ được liên tục trở về chúc mừng cô dâu và chú rể nhé. Cô dâu và chú rể sẽ không gắng ngăn đứng lâu thêm một chút nữa để được đón nhận đầy đủ với những món quà tràn đầy yêu thương và tràn đầy trang trọng này. Và tiếp theo chương trình tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với những món quà của gia đình chị Vi Thục, gia đình chị Đồng Tiền sẽ được tiến bước trở về với những cầu sân khấu, được trân trọng kính mời ạ. Sau đó sẽ là món quà của gia đình chị Phiếu, gia đình chú Tuấn chuẩn bị. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà này, xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục được thoải mái sắp ra những tuần trà cầm nước. Sót của những đám chương trình của tôi. Và có lẽ rằng những lời cảm ơn chân thành nhất thì cô dâu và chú rể ngày hôm nay với tất cả những món quà của quý vị thì cô dâu và chú rể không thể nói hết bằng lời đâu của quý vị. Và để thay vào đó, có lẽ rằng là chúng ta sẽ thông cảm và lượng thứ cho cô dâu và chú rể vui lòng đón nhận một cái cúi đầu thật sâu của hai em để thay cho ngàn lời cảm ơn chân thành, xin phép gửi đến tất cả những món quà của hai bên gia đình ạ. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng đổi lời một tràng vào tay thật to thật lớn nào để chúng ta được chúc mừng và đón nhận lời cảm ơn của đôi bạn trẻ. Nào, xin mời em. Và đó là những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể. Và kính thưa mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến, và chúng tôi sẽ có đôi điều cùng với con rể, cùng với chú rể nhà ta.
Và chúng tôi muốn nói đến, thưa quý vị, nói đến những người đàn ông nói chung và với tân chú rể của chúng ta ngày hôm nay nói riêng, thì trong cuộc sống này, trong cuộc đời này và trên cõi nhân sinh này sẽ phải trải qua và hoàn thiện ba công việc lớn trong cuộc đời, thưa quý vị. Đó là gì ạ? Đó chính là cưới vợ, tậu châu và làm nhà, phải không ạ? Nhưng chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm 2023 rồi. Đúng 2 ngày nữa chúng ta sẽ chào đón một năm mới, năm 2024, thưa quý vị. Và đất nước Việt Nam của chúng ta trong xu thế hội nhập với 4 biển Nam Châu, thì ba việc lớn của chú rể, con rể nhà ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ như thế này, thưa quý vị. Tất nhiên công việc lớn đầu tiên thì không có gì thay đổi, đó chính là cưới vợ. Thì ngày hôm nay sự kiện diễn đủ đầy của toàn thể quý vị đã tạo một tiền đề rất là tốt đẹp cho cô dâu và chú rể hoàn thiện xong công chuyện lớn đầu tiên trong cuộc đời, đó chính là dựng vợ và cả chồng thôi ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của vị ạ, để chúng ta được chúc mừng cho câu chuyện lớn đầu tiên đã được chúng ta thành công và trọn vẹn. Và kính thưa quý vị thân mến, và công việc tiếp theo mà cô dâu và chú rể sẽ phải hướng tới, đó chính là không phải là tậu châu nữa mà sẽ phải là tậu xe và làm nhà. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, trước sự đông đủ của toàn thể quý vị được trở về với nhịp cầu sân khấu, và đặc biệt hơn nữa thì cô dâu và chú rể đã được đón nhận rất nhiều những món quà của hai bên gia đình. Anh thức nghĩ rằng là với hai mục tiêu của em thì cũng gần thôi, trong tương lai ngắn thì thôi hai em sẽ thực hiện được công việc của em bây giờ, tức là hai em sẽ bàn bạc là chúng ta sẽ thực hiện công việc nào trước, công việc nào sau, sẽ tậu xe trước hay là làm nhà trước, thì sẽ cùng bàn bạc thật kỹ với bố mẹ anh em, và sau đó là hai vợ chồng sẽ cùng bàn bạc thật kỹ. Các cụ nhà ta thường có câu đó chính là thuận vợ thuận chồng, tát để nông công cạn, em nhớ chưa? Hãy cùng cố gắng nhé, em trai cái nào, chúc mừng em trai. Kính thưa quý vị, thân mến, và có lẽ rằng những người làm chương trình chúng tôi ngày hôm nay có rất nhiều điều muốn dành lời chúc cho cô dâu và chú rể, rất nhiều điều để lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị, nhưng có lẽ rằng là do quỹ thời gian không cho phép, có ban tổ chức chúng tôi thường nói vui với nhau một câu như thế này, thưa quý vị. Bây giờ đây thì cơm đã chín và thịt cũng đã thơm rồi, thì những người làm chương trình chúng tôi sẽ mời đến các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, cả bên gia đình, toàn thể quý vị, chúng ta sẽ vui lòng tiến bước trở về với tất cả những mâm bàn đại tiệc của gia đình chúng tôi để tham dự bữa cơm chiều, chương trình vui chúc phúc dành cho các bạn trẻ. Còn cô dâu và chú rể sẽ xin phép phóng viên trong khoảng 50 phút nữa để chúng ta gia đình, anh em, bạn bè và con lối xóm chúng ta sẽ có một chút thời gian chụp hình cùng với cô dâu và chú rể. Qua đây một lần nữa chúng phép người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức gửi gắm những dòng tình cảm, những cảm ơn chân thành xin phép gửi đến các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, cả bên gia đình và khách quý, anh em, bạn bè chúng ta đã thông qua ngày đường xa xôi với chút thời gian khoảng lặng của mình để trở về với trung tâm nhịp cầu sân khấu để tạo dựng chương trình ngày nay, góp phần cho chương trình của chúng tôi được diễn ra thành công và trọn vẹn. Một lần nữa xin được kính chúc đến mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngàn đời luôn được keo sơn và gắn bó. Kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn và cầu nguyện phú thê. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi sẽ dành cho quý vị khoảng 15 phút ạ, chúng ta sẽ có thời gian chụp hình và trân trọng kính mời. Và chúng tôi cũng xin được thay lời cho bác đại diện trưởng đoàn của gia đình nhà trai chúng tôi xin có lời mời thân tình nhất đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác trong thành phần cấp cao của gia đình nhà gái, có thể quan khách, khách quý và anh em, bạn bè, ta sẽ vui lòng đáp lại với đại gia đình tôi trong buổi chiều ngày hôm nay để dùng một cơm chiều thân mật chương trình hội chúc phúc dành cho bạn trẻ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi xin phép được dừng lời tại đây. Và chúng tôi sẽ còn vào một chương trình nữa là bút chào tân hôn vào buổi chiều tối ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ. Và như vậy chúng tôi rất mong muốn đến tất cả các bạn bè thân thiết của chú rể, và chúng ta sẽ cố gắng trở về thật sớm với gia đình. Đúng lúc thời gian đó là 18 giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình với món quà âm nhạc để chúc mừng cô dâu và chú rể. Cảm ơn quý vị, xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ chiều tối ngày hôm nay.